Rồi xin chào anh em. Hôm bữa giờ có mấy anh em kêu mình là chỉ anh em cách mà pha màu đỏ, màu hồng để xăm được cái độ rồng như thế này nè anh em. Đó. Thì hôm nay mình sẵn đây mình làm cái video này để chỉ anh em mới vào nghề hoặc anh em mà tài chính hơi bị yếu á, thì làm cách như mình thì nó sẽ đỡ tốn mực hơn và tiết kiệm chi phí cho anh em mà có thể là dùng những cái số tiền mua cái chai mực nào mà như thế này thì để trang trải qua những cái mua dụng cụ khác thì cho nó sẽ ok hơn. Còn ở đây thì mình có mua đủ các máy tông để mình pha ra, thì anh em có điều kiện thì mua như vậy thì nó đỡ vả hơn. Còn nếu mà anh em mà mới vào nghề thì kinh tế thì cũng hơi bị eo hẹp, thì mình chỉ cho anh em mà pha mực ra thì nó cũng được ok như vậy luôn, nó không khác gì đâu, nhưng mà mình phải biết pha ra thì nó dễ hơn và tiết kiệm cho anh em một số chi phí. Rồi thì ở đây á mình có 5 chai mực đó, thì cái chai mực trắng và chai mực đen này thường thường mình nói là nó là sắc độ. Bởi vì sao? Thì mình có hiểu biết gì trong mỹ thuật á, thì người ta nói là màu trắng và màu đen nó không phải là màu, thì nó là sắc đạo độ. Tại sao là dùng màu đen để pha ra để cho cái sắc độ đậm hơn, dùng màu trắng để pha cho sắc độ trắng để cho để đánh cái tông mình nó cao hơn. Rồi thì cái đầu rồng như thế này nè anh em, thì mình á nó những cái khối như khối cục u như nè, thì thường thường mình sẽ làm nó rơi vào tầm khoảng 1 2 3 4 5 6, rồi có thể là 6 cấp độ đó. Thì ở đây á thì mình có những tông mực đây nè. Cái chai màu đen dynamic này là mình sử dụng là BLK nha anh em, để mình pha ra cái chất dùng cái chai màu đỏ này nè, mình pha ra màu nâu đó. Nếu mà mình không có màu nâu thì mình pha bắt buộc pha, nhưng mà hồi xưa giờ mình làm mình pha không à, chứ không mình không có mua chai màu nâu thì đỡ tiết kiệm hơn đó. Thì lát nữa mình chỉ anh em pha đó, cái chai này là đỏ red hay red này nè đó. Rồi còn cái chai này á, là chai màu hồng. Chai màu hồng này thì nó gần nhau giống như cái chai màu đỏ vậy đó, nó cũng tương tự với nhau vậy, nhưng mà nó sẽ chuyển ra màu hồng đó. Còn cái chai này màu là cũng màu hồng nhưng mà tông nó nhạt hơn. Rồi và cái dùng cái chai trắng này thì nếu mình có đủ một set này thì mình cũng phải pha. Rồi đầu tiên á thì bây giờ mình nói như nào, mình sẽ vẽ ra giấy chứ mình không có pha ra để mất công tốn mực anh em đó. Thì mình về chỉ như vậy anh em cũng đủ hiểu rồi. Thì đầu tiên á thì mình sẽ đổ ra tầm khoảng 70% mực đi, một chai mực đỏ này nè anh em đó. Thì mình nhỏ vô mực đen này nè để mình pha ra màu nâu là BLK, thì tầm khoảng là 4 giọt thôi đó, tỷ lệ 70, tại mình đừng rót đầy quá đó. Đó mình rót ra 4 giọt đen thôi. Rồi tất cả là mình đổ nước pha vô cho nó đầy chung để mình pha ra nha các anh em. Chứ còn thật sự nói gì cái mực này nếu mà anh em mà làm nghề á lâu năm thì anh em sẽ hiểu, khi mà cái chai mực này mà mình làm mà mình không pha ra thì bảo đảm cho anh em là sẽ không khó bao giờ vô mực lắm. Tại vì sao? Nó mực nó rất là đặc, riêng gì cái thằng internal này nó rất là đặc, cho nên mình pha tầm khoảng 70% mực gốc thôi, còn 30% lại là nước pha, nước kích màu có supply đồ bán đó anh em, thì anh em mua dùng cũng ok lắm. Rồi thì mình phẩy lên, nói chung là chừng khoảng 70% thôi, còn 30% nước để mình đó cho mình sử dụng như vậy. Còn anh em muốn sử dụng như thế nào là tùy vào cái cách anh em làm thôi. Rồi đầu tiên là đó, mình có màu nâu nè. Rồi tiếp tục cái chai này nè, là cái chai dẫn, cái chai này mình pha tiếp tục cái tỷ lệ với phần mình nó xuống dần đó, là cái chai này là màu đỏ nè đó, mình 70% mực nè, và
30% nước pha. Chai này là mình để nguyên chất nha anh em. Rồi tiếp tục, cái thằng này cũng vậy, tại vì mình có đây, mình có từng cấp độ thì mình có những cái chai mực này mình mua sẵn thì mình làm luôn đó. Thì ở đây cái chai màu hồng này thì cũng 70% và 30% nước pha. Rồi quậy đều lên. Rồi tới đây thì mình cũng có chai này luôn, thì mình không cần pha cấp độ chính giữa, tại vì khi mà mình làm á, trong khi mà quá trình mình làm mình hay pha mực trên cái máy xăm mình luôn, mình hay mít mực trên đó luôn, thì mình canh đó mình pha. Còn cái đây là pha để cho mình từng cấp độ mình dễ làm thôi. Còn khi mà mình làm á, thì mình sẽ chấm mực qua này chấm kia, thí dụ 50% mực này và 50% mực kia thì nó sẽ trộn lại mình khi mà mình xăm cái mình chuyển vậy nè anh em. Đó, mình xăm mình chuyển như thế này nè là nó sẽ không bị gãy, cho dễ dàng làm hơn. Nếu mà thật sự ra tính ra ở đây á, là nói gì xá cấp độ, khi mà mình xăm lại nó tính ra nhân đôi lên anh em. Mà nhân đôi thì nó khi mà anh em làm quen rồi thì nó dễ dàng hơn. Còn đối với anh em mới vào nghề thì nó hơi khó, nhưng mà mình phải luyện thôi chứ sao giờ. Rồi tiếp tục, ở đây là chai màu hồng nhạt này. Đó thì mình đây nè, mình cũng độ 70% và 30% nước pha. Rồi tới đây thì mình sẽ sử dụng một cái chai này đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng chai trắng để mình đánh cái tông nó nhạt lên, để phần cái cao nhất của anh em mình phải pha màu trắng ra. Thì cái giống như đây nè, cái phần này nè, đó cái phần này nè là cái phần mà để pha mực trắng ra nè. Rồi thì bây giờ á, mình đổ 70% mực hồng. Sorry các bạn, 70% mực trắng, nó chai mực trắng này, và mình cho 6 giọt hồng này thôi. Đó rồi 30% nữa là mình cho nước pha dần, là mình quậy lên. Rồi các bạn mà muốn cái đánh cái cấp độ mà nó cao hơn nữa thì mình cho ra một cái chung nữa là 70% mực trắng và hai giọt hồng này thôi anh em. Đó thì nó sẽ ra cái tông nhạt nhất. Đó, hai giọt hồng thôi thì nó có tỷ lệ như này nè. Đó thì nó sẽ ra một cái hồng, đó ra cái hồng vậy nè. Đó thì nó sẽ cao lên đó. Rồi thì cái phần này á, thì đối với anh em mà có điều kiện thì mua một sắp mực như vậy thì ok hơn. Còn nếu anh em nói về cái tỷ lệ mà anh em mà chưa đủ mà kinh tế nhiều cho anh em mới vô nghề muốn pha ra thì anh em sẽ tốt nhất là chuẩn bị cho mình á là hai chai mực, bỏ những này ra đi, bỏ chai mực này ra cũng được đó, hoặc là mình có thể bỏ cái chai mực hồng này ra cũng được. Trong một hai cái chai này sẽ có một chai màu hồng để mình pha màu hồng nguyên chất của nó. Rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ chai nào ta. Rồi thì bây giờ mình sẽ lấy bỏ chai hồng nhạt này đi đó, nhưng mà mình cần phải có những cái chai như thế này để đó, những cái chai như này nè, màu đen nè, màu trắng nè, và màu đỏ nè, và một chai màu hồng để cho anh em pha ra từng cấp độ đó. Thì những cái màu này cơ bản thì anh em phải bắt buộc phải mua thôi, chứ còn không có cơ bản thì anh em làm sao mà mua được. Rồi thì hiện tại á, thì cái tỷ lệ mực nâu nè, nó là dùng cái tông thứ hai nè đó, thì cái màu nâu này thì mình cũng vẫn giữ tỷ lệ y chang như cái thằng màu nâu ở trên đây luôn đó. Rồi thì cái màu đỏ này nó cũng giữ lại tỷ lệ y chang luôn đó. Rồi tiếp tục là màu hồng này thì mình cũng vẫn giữ lại, mình chỉ pha ra những cấp độ ở dưới đây thôi. Thì bây giờ pha ra cấp độ đây thì mình vẫn giữ là màu trắng đó. Màu trắng mình đổ vô gì 70% đó, và có thể á, mình sợ nó nhẹ á, thì mình cho vô khoảng 8 giọt màu hồng này đó, 8 giọt hồng. Rồi mình đổ nước pha đẩy lại thì mình đẩy lên, mình quậy lên là đều. Rồi tiếp tục cái trắng này cũng vậy, thì mình cũng 70% và mình sử dụng cho là
4 giọt mình hạ dần xuống anh em, mình già hạ nó xuống dần tại khi mình làm mình biết mực thể hơn. 4 giọt hồng này. Rồi, nếu mà mình thêm một cấp độ nữa. Đó, thì mình sẽ cho trắng vào 70% trắng và 2 giọt hồng nữa. Rồi, mình sẽ sử dụng 6 tông này. Nói chung là mình khi mà mình pha ra được 6 tông như vậy nè, mình đánh lên vậy nè anh em. Đó. Thì mấy anh em mới vào nghề thì cũng đỡ tốn kém hơn. Đó. Nhưng mà trước tiên á là anh em phải có 4 chai này. Đó, có 4 chai này mới pha ra được. Còn nếu mà được á thì mình bỏ màu này luôn, bỏ màu hồng này luôn. Thì mình pha chỉ cần một chai màu đỏ thôi, nó cũng ra sắc đồ hồng đó anh em. Rồi. Để qua mình tính làm cái video này chừng 10 phút thôi. Nhưng mà giờ suy nghĩ ra nó sẽ hơi dài nữa. Thì cái chai màu nâu, rồi chung màu nâu, màu đỏ này vẫn giữ nguyên. Đó. Rồi, còn bây giờ á, nếu mà mình có một chai màu đỏ không, mình không có chai màu hồng, thì khi các bạn hiểu là khi màu trắng pha ra màu đỏ thì nó vẫn ra hồng, nhưng các bạn chuyển qua tỷ lệ từ từ. Đó. Rồi, thì thí dụ bây giờ các bạn không có chai màu hồng đi, các bạn có chai màu đỏ thôi, thì rồi ok, thì mình pha sắc độ sáng lên, thì mình đánh vô 50% mực trắng, 50% nè mực trắng nè, và 50% mực đỏ, thì nó có sẽ ra sắc độ hồng nhạt hơn. Rồi, tiếp tục qua bên đây thì bắt đầu mình sẽ tăng lên, mình có thể là tăng lên là nó chuyển dần nha anh em, nó chuyển dần về thì có thể là 60% và 40%. Đó, 60% mực trắng nha anh em. Đó, còn lại là 40% mực đỏ thôi. Đó. Rồi mình tiếp tục mình chuyển về đây là 70% mực trắng và 20% mực đỏ. Đó. Rồi mình đổ tất cả nước pha lại mình đánh nó. Thí dụ như mình không có chai màu hồng thì mình phải sử dụng cái chai màu đỏ này, nó pha tỷ lệ ra là ok. Đó, còn nếu mà các bạn có đủ như vậy thì ok hơn, nhưng mà các bạn hiểu không? Khi mà chuyển màu thì nó cũng hơi khó, nhưng mà cái này các bạn phải luyện mới là làm được. Đó, thì khi mà mình làm cái đầu rồng như thế này nè anh em. Đó, thì mình sử dụng cái đầu khối này nè, mình sử dụng 1 2 3 4 5 chai mực này, thì mình cộng với hiệu ứng gọi là khối, hiểu gì mỹ thuật, hiểu gì ánh sáng, hiểu gì sắc độ, thì mình sẽ tạo ra được cái đầu rồng như vậy. Rồi, đầu năm mình không có biết gì hết, thì xin chúc anh em năm mới làm ăn phát tài. Có anh em nào có thích video hay là anh em nào có cần cái gì không hiểu gì thì cứ comment lên, mình sẽ làm tiếp tục những cái video cho anh em mà hiểu rõ hơn về màu sắc. Đó. Vậy rồi nha anh em, xin chào anh em, hẹn gặp lại.